Người nông là vậy các bạn ơi, chặt mía rồi nói chung mà làm ai mướn gì mình cũng làm, mình kiếm tiền các bạn để mình trang trải cuộc sống các bạn ơi. Thì mình có mấy con bò đây thì nói chung mà là lâu lâu cũng bán được con nghé các bạn, cũng không có nhiều. Thì nếu như mình không làm thêm thì không đủ ăn các bạn ơi, không đủ ăn. Cuộc sống nhà nông là lúc nào cũng làm lũ vất vả các bạn. Thì mình sống từ nhỏ giờ là mình là làm nông không các bạn, cũng chăn bò rồi cũng làm này làm kia, nói chung mà đủ mình làm nông là đủ chuyện làm các bạn ơi. Quan trọng là mình còn sức lực mà làm hay không các bạn. Thì mình làm đến một cái độ tuổi nào mình lớn đó các bạn thì mình làm không có nói được các bạn. Đi chặt mía thì mình thì không còn kế cũng còn chặt được, nhưng mà những người mà thấy lớn tuổi các bạn, người mà lớn tuổi mà nay 60-70 rồi mà họ vẫn còn đi chặt mía các bạn, họ vẫn đi chặt mía thấy tội lắm các bạn ơi. Thì cũng mỗi nhà mỗi cảnh các bạn, cuộc sống khổ cũng đi làm kiếm đồng tiền rồi các bạn ơi, chứ nếu người ta có tiền thì người ta cũng không có đi 60 mà không có ra về đồng về đã mía để mà chặt từng bỏ mía đâu các bạn. Cũng như cuộc sống mình nó vất vả các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình cũng đi chặt mía các bạn. Bây giờ chặt mới có 8 giờ 8 rưỡi hết mía các bạn ơi. Hết mía thì mọi người cũng đi dìa hết rồi các bạn. Còn ở mình lượm đọt mình dì sâu các bạn. Mình xin chủ nhà đu đủ các bạn. Có cây đu đủ này. Mình xin trái hai trái dìa mình làm món búp gỏi đu. Lời nói đầu tiên Huy cũng không có gì hơn chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Các bạn thương mến mình, cho mình xin một cái đăng ký kênh và một like cho các bạn, mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Kênh mình chia sẻ về cuộc sống, nói chung là cũng chia sẻ cuộc sống mình, thì mình chăn bò, mình chặt mía rồi mình có gì mình quay nấy các bạn, nên cũng không có cuốn hút ít người xem các bạn. Các bạn thương mến mình, các bạn ủng hộ cho mình nha, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều nha. Giờ mình thọc đu đủ các bạn. Mình xin chủ nhà hai trái đu đủ để giờ mình làm món mình làm gói các bạn, gói đu đủ. Gói cay lắm các bạn. Mình làm gói là ớt rất là cay luôn. Giờ mình hái các bạn. Cái đu đủ các bạn. Giữa đáy mía luôn á. Hai trái đu đủ các bạn, hai trái đu đủ to chà bá các bạn. Mình dìm bóp gói, chắc mình bóp một trái chứ bóp hai trái không hết đâu các bạn ơi. Không biết nó có hùm chưa, không biết. Chiều nay giờ mình có cái món bóp gói đu đủ các bạn. Bỏ chú bao. Còn trái nhỏ xíu chín nè các bạn, để mình coi. Chín rồi các bạn ơi. Mời các bạn đu đủ nha.
Ngọt hai các bạn ơi, ngọt. Mình lượm ngọn xong rồi các bạn ơi, giờ mình chở ngọn về cho bò mình ăn. Đường đây thì khó đi lắm nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy này, đường lên dốc 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 không à. Đây là ở dưới hố sâu các bạn. Chở mình chở ba bó nhỏ nhỏ đây mà có khi lên dốc không nổi nha các bạn. Bây giờ mình cũng chở ngọn gì cho bò ăn cho đỡ nó bò mình đã đói các bạn ơi. Mình cũng chở ngọn gì cho bò ăn rồi các bạn ơi. Mình chắc tới 8 giờ rưỡi hết mía các bạn. Hết mía không? Thì mình cũng chở ngọn gì cho bò ăn đây các bạn. Hôm nay trời cũng không có nắng lắm ha các bạn. Trời không có nắng lắm. Người nông vậy các bạn ơi. Chặt mía rồi. Nói chung mà làm ai mướn gì mình cũng làm, mình kiếm tiền các bạn để mình trang trải cuộc sống các bạn ơi. Thì mình có mấy con bò đây thì nói chung mà là lâu lâu cũng bán được con nghé các bạn, cũng không có nhiều. Thì nếu như mình không làm thêm thì không đủ ăn các bạn ơi, không đủ ăn. Cuộc sống nhà nông là lúc nào cũng làm lũ vất vả các bạn. Thì mình sống từ nhỏ giờ là mình là làm nông không các bạn. Cũng chăn bò rồi cũng làm này làm kia, nói chung mà đủ mình làm nông là đủ chuyện làm các bạn ơi. Quan trọng là mình còn sức lực mà làm hay không các bạn. Thì mình làm đến một cái độ tuổi nào mình lớn đó các bạn thì mình làm không có nói nữa các bạn. Đi chặt mía thì mình không còn những kế cũng còn chặt được, nhưng mà những người mà thấy lớn tuổi đó các bạn, người mà lớn tuổi mà nay 60-70 rồi mà họ vẫn còn đi chặt mía các bạn. Họ vẫn đi chặt mía, họ thấy tội lắm các bạn ơi. Thì cũng mỗi nhà mỗi cảnh các bạn, cuộc sống khổ, cũng đi làm kiếm đồng tiền rồi các bạn ơi. Chứ nếu người ta có tiền thì người ta cũng không có đi 60-70 mà không có ra quầy đồng, quầy đẫm mía để mà chặt từng bỏ mía đâu các bạn. Cũng vì cuộc sống mình nó vất vả các bạn ơi. Thôi mình cũng xin kết thúc video đây các bạn. Một lần nữa xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Huy xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp của mình nha. Các bạn thương mến mình, đăng ký cho mình một cái kênh và một nút like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn nha. Và bây giờ xin bye bye các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp của mình nha.